Chào mừng các bạn đến với series phim về cách Trần Quốc Khánh Hoa Kỳ từ một người đàn ông trần truồng, lười chân trần nhà từ từ biến thành trần dần và không chần chừ trong việc cho người khác ăn kẹo đồng. Nếu bạn không hiểu gì thì cũng đừng lo, tại vì tôi chỉ đang tìm cách mở bài khác Way to Way và phê phim. Video này được nấu bởi content lười và giọng đọc vui vẻ, được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối trước khi đi ngủ hoặc khi bạn đăng ký nhầm hóa học đại cương và giờ thì không biết đang làm trò gì trong phòng thí nghiệm. Được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin, nếu có gì sai hoặc cần đính chính các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Người đàn ông này là Walter White, vừa trải qua một cuộc tai nạn, cụ thể là làm vợ mang thai ở tuổi 50. Áp lực bỉm sữa không khiến ông lên nhạc Dead ICD mà dậy tập thể dục giữa đêm, rồi thẫn thờ nhìn tấm bằng khen do góp công vào một nghiên cứu đoạt giải Nobel mà không phải là dán hai cái băng dính vào nhau. Hôm sau là sinh nhật ông, cô vợ Skyler đang chiêu đãi ông món bacon chay thì thằng con trai cần bê xuất hiện. Cú này như kiểu là ba fan T1 cộng lãi. Khi nào thì nhà mình có bình nước nóng hả mẹ? Đợi chúng kết thế giới đã nhá. Sau khi xử lý xong món thịt sông khói có mùi băng dáng vết thương, Wow chở con trai tới trường, đồng thời cũng là nơi ông làm việc. Trong khi ông bận giảng hóa học bằng mấy cái bình xịt thì đám học sinh ở dưới rủ nhau hay là mình bị nhắc nhở để bọn ấy còn thái độ. Ta làm ở trường, Wow phải làm thêm công việc thu ngân, nơi mà có lão chủ dùng cái bàn chải cọ xe để cọ lông mày. Vì hôm nay có người bỏ việc nên là lão sai Wow ra ngoài. Wow thì cay lắm nhưng mà vẫn phải hạ cái tôi xuống mà cầm miếng bọt biển lên. Tình cờ thay là hai cái đứa chemistry trong tiết hóa của Wow cũng tới đây và bắt gặp ông đang làm việc. Thế là cộng một pô lên confession trường, trừ một lòng tự trọng. Mang cái tâm trạng không vui này lên chiếc xe ọp ẹp trở về nhà. Cùng lúc đó thì Skyler tự hỏi mãi là Wow trả về nhờ. Hóa ra là mọi người đã tổ chức một bữa tiệc bất ngờ chúc mừng sinh nhật Wow. Và tại đây thì ta được giới thiệu tới hai nhân vật quan trọng nữa là em gái của Skyler, Mary Schrader, người cơ bản là binh nhưng mà màu tím. Chồng của Mary là Hank Schrader, thuộc lực lượng phòng chống mai thúy Hoa Kỳ DEA, duy muối của cái vũ trụ này. Vì căn nhà quá nhỏ để tổ chức trò gì vui nên là mọi người bắt đầu bật thời sự lên xem. Trên TV, Hank nói về cuộc triệt phá vừa tham gia, thu về được $700,000. Số tiền làm Walt hứng thú. Hank rủ Walt nếu thích thì có thể cùng mình đi raid mấy phòng báo chế đớ. Sau một ngày vất vả thì đêm đến Skyler kể cho Walt nghe chuyện hài. Hay gión. Ngày hôm sau thì Walt vẫn tới tiệm rửa xe như thường nhưng mà ngã sấp mặt và được xe cấp cứu trở tới bệnh viện. Ông được chẩn đoán là mắc ung thư phổi. Nếu mà xạ trị thì có cơ hội xem thêm một hoặc là hai mùa Euro nữa. Walt về nhà không dám kể với vợ. Lại thêm một hôm tiệm thiếu người, lông mày rậm tiếp tục bắt Walt ra ngoài rửa xe. Nhưng mà lần này thì Walt bảo hắn là đi mà rửa gu rồi bỏ về nhà tâm sự với cái bể bơi. Đoạn này thì tôi định dốc Deadpool cho nó hợp trend nhưng mà thôi, kiểu Dead với khi đã nhận bản án tử thì con người ta cũng không có nhiều lựa chọn. Walt chọn lên xe cùng ông em rể đi xem phòng báo chế mai thúy đớ. Một gã chỉ điểm đã cho Hank cùng cộng sự của ông là Khệnh biết về phòng báo chế của một kẻ biệt danh là Captain Cook. Topping yêu thích là bột ớt. Trong khi hai người bận xét kèo đoán xem là bố này là Army hay là Weebu thì đội đặc nhiệm của DEA đã tiến vào và thành công bắt được một nghi phạm Mễ Lai. Walt ở ngoài thì bắt gặp tên Captain Cook thực sự đang trốn thoát và bất ngờ hắn là một học sinh cũ của ông tên là Jesse. Tối đó thì Walt mò tới nhà của Jesse, thực ra là nhà của bà cô nhưng mà đã nghèo do ung thư. Nghe này Jesse, chúng ta hãy hợp tác đi. Thôi em bỏ Genshin Impact rồi. Ý tôi không phải thế, chúng ta hãy cùng nhau chế đớ. Jesse thì có hơi nghi ngờ nhưng mà làm quái thì có lựa chọn, tại vì Walt đe dọa là nếu không đồng ý thì sẽ báo DEA rồi bắt cậu. Đầu tiên là dụng cụ bào chế. Walt có chìa khóa vòng chứa vật dụng thí nghiệm của trường, sắm đồ rồi mang tới nhà của Jesse. Ông cực kỳ hứng thú khi mà kể về chúng, đồng thời chửi Jesse là đếch biết cái gì về hóa học. Lần này phải làm ra sản phẩm nguyên chất và ổn định, không lọc phan, không ớt bột, chúng ta nấu đá chứ không phải là lạp xưởng nướng đá. Cơ mà có một vấn đề là Jesse không chấp nhận bào chế tại nhà mình. Thầy không thấy chữ Home Sweet Home cạnh chiếc xe lăn à? Đây là nơi để thác loạn và watch party, không phải để nấu mai thúy. Theo sự gợi ý của Jesse thì Walt quyết định mua một chiếc RV và đi rút số tiền tích góp cả đời nhưng mà không nổi $7,000 của mình. Jesse thì vẫn còn những nỗi băn khoăn, đã không thể tin một người như Walt lại biến chất ở tuổi 50. Nếu ông theo ơn lạnh hay là có mental issue nào thì Jesse cần được biết. Walt bảo là mình vẫn tỉnh táo. Thầy với cam áo đấy à? Walt bảo Jesse xử lý chiếc RV rồi cùng vợ đi mua sắm quần cho con trai. Walt Junior thì chê là không hợp mông, còn Skyler thì nè không hợp trend. Thấy con trai bị đám thanh niên ở gần chế nhạo, ông cho một thằng thử làm liệt con part time. Về phía Jesse thì thanh niên này cầm $7,000 đi phá đò, cơ mà vẫn xoay sở dùng $1,400 để mua lại được một con xe RV từ nhà một ông bạn. Tất nhiên là Walt thì không biết điều này, hai thầy trò lái chiếc xe ra hoang mạc, xác nhận là xung quanh không có ai. Walt cởi quần áo ra để chơi BD. Không, thực ra là ông không muốn cái quần $8,500 của mình bị ám mùi. Sau đó là bắt tay vào công đoạn điều chế. Thứ mà Walt chế ra trông như cửa kính tòa nhà Cang Nam, ý là nhìn phát là biết tinh khiết. Jesse định thử một tí nhưng mà Walt không cho. Rồi thôi, thiếu gì lúc. Trước khi đó thì Jesse đem một chút tới cho nhà phân phối mà cậu quen, biệt danh là Tám Khùng.
anh họ của thanh niên Mễ Lai mới bị bắt. Hiện thì bố này cũng đã bảo lãnh cho thằng em ra. Số của Jesse thì cũng ra gì vào này họ ấy. Cơ mà Tám Khùng biết là Jesse chỉ là thằng phụ bếp thôi, nhưng là đòi cậu đưa mình tới gặp người nấu. Tám Khùng chở thằng em cùng Jesse ra hoang mạc. Đang định bàn chuyện làm ăn thì thanh niên Mễ Lai kia nhận ra là Walt đã đi cùng DEA và buộc tội Jesse là kẻ chỉ điểm. Jesse cố bỏ chạy nhưng mà vấp cỏ. Tám Khùng thì chĩa súng vào đầu đòi khử Walt. Walt thì đưa ra lời đề nghị là sẽ dạy hai thằng cách chế để đổi lấy cái mạng. Thằng Mễ Lai hút thuốc trong phòng làm Walt cáu, bắt ông cháu vứt thuốc ra ngoài. Walt sau đó tạo ra khí độc phốt phin rồi nhốt hai thằng ở trong. Hai thằng bất tỉnh chưa rõ sống chết, nhưng mà đen thay là cái điếu thuốc lúc nãy đã tạo ra một vụ cháy. Walt đeo mặt nạ phòng độc cho Jesse rồi lái xe đi chỗ khác. Chiếc xe phóng quá nhanh khiến Walt không những mất quần mà còn mất cả lái. Thêm cái tật giật mình, thế ông này lấy cái máy quay để nói vài lời với gia đình rồi cầm khẩu súng ra giữa đường. Định 44 nhưng mà súng có chốt an toàn và cái xe cứu hỏa đi qua thì cũng không hỏi han gì. Jesse lúc này đã tỉnh, Walt gọi người tới kéo xe của mình lại đường chính. Mới vì vụ đầu mà đã mủ, cứ tưởng là dọn dẹp nốt hai cái xác trên xe là xong. Tuy nhiên bằng cách nào đấy, Tám Khùng vẫn còn sống. Quá stress, Jesse về nhà bú sờ tinh vị thảo mộc. Walt thì về nhà bú Skyler, xong ngất luôn trong nhà tắm. Skyler biết nhưng mà vẫn cho nằm đây tới sáng, hảo vợ. Sáng hôm sau thì Jesse gọi điện thẳng tới nhà Walt. Walt nghe máy thì giả vờ là tiếp thị gọi đến, bảo là sẽ tới giúp Jesse sau giờ tan học. Cơ mà do linh cảm hay gì đấy, Skyler gọi ngược lại và tra ra được cả TikTok shop của Jesse. Về phía Walt, sau khi tan trường thì đã lấy vài ca acid fluorhydric, bắt gặp Tám Khùng vật vờ giữa đường như con zombie. Thấy mặt Walt thì bố này hoảng loạn, chạy đâm đầu vào cây nằm bất động. May quá là nhà Jesse có một cái hầm chứa loli có thể giấu người mà không ai biết, thế là họ để Tám Khùng nằm ở đấy. Jesse và Walt bỏ lên nhà bàn về tính cách của bố này. Walt thì muốn nói lý lẽ để hai bên có lợi, nhưng mà Jesse bảo là dạy mấy con tinh tinh viết nghị luận văn học còn khả thi hơn. Bỗng dưới tầng hầm có tiếng động. Jesse sợ Tám Khùng tỉnh dậy crash 1v2 nên là lấy cái khóa xe xích cổ bố này vào cột. Sau đó thì hai thầy trò bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Cậu có đồng xu ở đấy không? Có, thầy muốn chơi Yu-Gi-Oh à? Không, chúng ta sẽ tung đồng xu để quyết định xem ai sẽ giải quyết cái thằng ngồi dưới quê và ai giải quyết cái xác. Tung đồng xu xong thì Walt thua, hay thôi mình chơi Yu-Gi-Oh. Walt chỉ cho Jesse đi mua thùng nhựa polyethylene, còn bản thân thì ở nhà và phân vân mãi không biết dùng cái gì để ra tay thì hợp lý. Dao với búa thì hơi nhiều máu, súng thì ổn. Đang định dùng túi ni lông cho dễ tái sử dụng thì Tám Khùng tỉnh dậy và đòi uống nước. Walt suy nghĩ một hồi thì cũng đem cho, thậm chí là đem cả cái bánh mì kẹp. Tám Khùng hỏi về đứa em họ nhưng mà Walt xin không rep. Thất vọng về sự e nhát của bản thân, Walt thử tí trà thảo mộc của Jesse. Jesse lúc này cũng trở về, không mua được thùng tại vì chưa xem tóm tắt Hannibal. Qua hứa là mai sẽ xử lý rồi rời đi do có lịch hẹn đưa vợ đi khám thai. Hai vợ chồng hay tin đây là một bé gái, nhưng mà Skyler chợt hỏi với Jesse. Không thể đánh giá thấp trực giác của woman, Walt đành khai ra là mình mua trà thảo mộc loại đóng gói 1/16 ounce và hứa là dù mình có làm gì thì vẫn luôn yêu thương gia đình. Chỉ một lần là ông mong Skyler đừng có can thiệp vào chuyện gì cả. Skyler thì là người phụ nữ không có nhiều thứ, nhưng mà thứ cô có là có cái lời mà chịu nghe. Mấy hôm sau, trong khi Jesse mải lê xác thằng Mễ Lai vào nhà thì Skyler tới ráp vào mặt Jesse, đe dọa và bắt cậu ngưng bán cần cho chồng mình rồi rời đi mà chưa kịp phát hiện gì cả. Sau một pha hú hồn thì Jesse kéo tên Mễ Lai lên tầng 2, bỏ bố này và mấy khẩu súng vào bồn tắm rồi đổ acid fluorhydric vào. Khi Walt tới thì mọi chuyện đã quá trễ, đống acid ăn mòn bồn tắm và sàn nhà khiến những gì còn lại của thanh niên kia rơi xuống tầng 1. Không biết là người Mỹ thường có quét nhà không, nhưng mà lần này thì hai thầy trò tha hồ mà dọn. Về phía Skyler, bà hỏi thử người có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, tức là Mary, xem hất cùn có ảnh hưởng con người tới như nào. Mary hỏi bà muốn fit với Lowzy ư, rồi hiểu nhầm người hất cùn ở đây là Water Junior. Hơi ép. Thế là đi đánh tiếng cho chồng, trong khi bản thân mình thì đang đi ăn trộm, nhưng mà ta sẽ nói về vấn đề này sau. Cùng lúc đấy thì Walt nổi cáu với Jesse để vì cứ bu và đi toilet thì không xả nước. Xô xát xảy ra, Jesse cầm cả túi phi xe tới một khu nhà nghỉ được gọi là lâu đài pha lê, nơi tụ tập của những con nghiện. Tình cờ là Hanh cũng chở thằng cháu tới đây, chủ yếu là để cho cậu biết tier list những việc không nên làm. Phá đò và joke về người khuyết tật thì vẫn đỡ hơn hất cùn. Walt bên này thì ngồi lập bảng cân đối lương tâm lợi ích hay là cái quần què gì đấy. Vợ gọi thì nói dối là bị chủ tiệm xe giữ lại. Walt không thể tỏ ra bình thản nữa tại vì Skyler biết là ông đã bỏ việc được nửa tháng. Dù thấy vợ không thèm nghe mình giải thích thì Walt vẫn đem đồ ăn xuống cho Tám Khùng. Cơ mà bước đến gần hết cầu thang thì choáng váng và ngã bất tỉnh 15 phút. Tỉnh dậy, ông dọn đống đĩa vỡ theo cách tăng tỷ lệ uốn ván lên nhà, bỏ vào thùng rác, làm cho Tám Khùng cái bánh mới. Walt đem một lốc bia xuống ngồi tâm sự, bảo là Tám Khùng hãy tìm cách thuyết phục ông ta không giết hắn đi. Nói chuyện thì có mất gì đâu, thực ra không nói là mất mạng. Tám Khùng kể là mình sinh ra và lớn lên tại thành phố Albuquerque này, có bằng quản trị kinh doanh, từng muốn làm rapper nhưng mà bị ông già cấm cản. Bố cậu là vua nội thất Asoken, vài đồ đạc trong nhà Walt cũng được mua từ cửa hàng của lão. Walt thì cũng kể là mình bị ung thư. Tám Khùng nghe thì biết ngay đó là lý do ông hợp tác với Jesse. Hắn bảo ông là đã chọn sai ngành và hứa là nếu được thả sẽ lập tức viết xét cho ông. Theo lý thuyết, nếu mà Tám Khùng không cho người tới đốt nhà và thắt cổ vợ ông kiểu Colombia thì đây là lựa chọn tốt nhất. Walt quyết định lên nhà lấy chìa khóa, nhưng mà chắc là tại ethanol giúp con người tỉnh táo.
Watts nhận ra có điều gì đấy sai sai, lấy mấy mảnh đĩa vỡ lúc nãy ra lắp ráp lại thì nhận ra là một mảnh to tướng đã mất tích. Ồ, đúng là không tin được mấy thằng học quản trị kinh doanh. Biết tám khùng đã giấu mảnh đĩa, Watts cầm chìa khóa xuống thì thấy tay hắn đã thủ sẵn ở thắt lưng. Ông siết cổ hắn tới ngưng thở nhưng mà cũng bị đâm hai phát vào chân. Khi mà Jesse trở về thì mọi thứ trong nhà đã được dọn dẹp nhưng mà ngoài hoang mạc thì chưa. Hóa ra là tám khùng mới chính là kẻ chỉ điểm làm việc với Hank. DEA đã tìm thấy xe của hắn và chiếc mặt nạ phòng độc Watts đem từ phòng thí nghiệm. Ngoài ra còn 2 gam hàng cấm siêu tinh khiết được nấu ngay trên mảnh đất này. Hank đưa ra nhận định là thành phố vừa có một ông trùm mới. Ông trùm được nhắc tới thì vừa kể cho vợ biết việc mình bị ung thư. Cuối tuần đấy thì gia đình Watts thì không ăn một mình mà rủ cả nhà Hank sang cơ. Skyler không giấu nổi cảm xúc, thế là khiến Watts để lộ việc mình bị cancer. Mary hứa là sẽ tìm cho ông những bác sĩ điều trị ung thư giỏi nhất, còn Hank thì hứa là sẽ chăm sóc tốt cho gia đình Watts dù chuyện gì xảy ra. Jesse cũng gặp khủng hoảng, dù hai thằng homie là Bo và Ke sang chơi đồ nhưng mà cũng không bớt ám ảnh, thậm chí là còn hoang tưởng có người tới trả thù. Thế là chạy về nhà bố mẹ. Khác với thằng nghiện ngập như Jesse thì em trai cậu là con nhà người ta điển hình, ở nhà vẫn mặc áo sơ mi và tha hồ đếm cúp. Xem thái độ của bố mẹ thì có vẻ là muốn cậu tránh xa thằng em ra. Điều này khiến Jesse chạnh lòng. Đúng lúc này thì nghe thấy mấy thằng bạn bảo hàng Watts chế rất được ưa chuộng. Jesse mò tới nhà lúc Skyler đi vắng để rủ Watts đi chế tiếp nhưng mà ông từ chối. Jesse vứt lại cho ông 4.000 đô tiền bán đớ, trong khi chính mồm thanh niên kêu là túi này trị giá 40.000. Đúng là hốc trưởng. Bị Watts khước từ, Jesse bị luôn cả bố mẹ đuổi khỏi nhà vì họ tìm thấy xà cân. Cái này là của ông em nhưng mà Jesse không nói ra mà chấp nhận rời đi, đem CV đi tìm một công việc tử tế. Nhưng mà lại gặp Mon, một thằng bạn cũ của Jesse, và tình cờ có mối giúp cậu kiếm thuốc xoang, nguyên liệu để nấu thứ mà chắc chắn là không phải là gà sao bóc cải. Về phía Watts thì ông đã nói rõ với vợ việc điều trị bằng một khoản nợ không phải là một ý hay. Vài ngày sau thì cả hai tới nhà Elliot, đồng sáng lập của công ty chất xám tỷ đô, để dự tiệc. Đồng sáng lập với ai? Với Watts chứ ai. Tuy nhiên vài chuyện xảy ra đã khiến Watts bán cổ phần của mình với giá siêu rẻ. Watts phát hiện ra là Skyler đã nói cho Elliot về bệnh tình của ông. Elliot muốn trả khoản phí điều trị đó cho Watts nhưng mà bị từ chối. Trong lúc mà Watts bận tự ái thì Jesse tự điều chế bằng đống thuốc Mon đem cho, thành công chế ra thứ mà chắc chắn là xịn hơn đống lạp xưởng nướng đá hôm trước. Bán kiểu gì cũng được tiền, nhưng mà Jesse lên cơn giẫm, đổ cũ hết đi, làm mẻ thứ hai mà vẫn chưa được như kỳ vọng, lại định đổ và thế là có xích mích với Mon. Hay lúc này thì cũng được Skyler kể là chính Watts mới là người đã hút. Một cuộc họp gia đình được tổ chức. Skyler khuyên Watts nghe theo gia đình chứ đừng đưa ra quyết định như cái pussy. Mary thì cho rằng là Watts nên làm điều mình muốn vì tới bệnh viện hàng ngày thì cũng chẳng hay. Hank thì bỗng quay sang đồng ý với vợ, có khi chết kiểu thật đàn ông thì nó lại hay. Skyler trigger, Watts thì khiến tất cả trật tự nghe mình nói. Skyler vẽ tương lai thì hay nhưng mà tỷ lệ sống sót thì thấp như casting rap Việt. Sống thì cũng khó có thể đi làm bình thường, không thể làm tình, lại còn phải ăn bacon chay vị morphine. Ông muốn một lần làm chủ cuộc đời, và với lần làm chủ cuộc đời này thì ông quyết định sẽ nghe theo lời Skyler. Hôm sau thì Watts cùng cả nhà tới gặp bác sĩ tìm cách điều trị. Tuy nhiên thì ông nói dối việc mình sẽ nhận tiền của Elliot, kể cả khi vợ của Elliot mở ngoặc tình cũ của Watts gọi tới khuyên chuyện cũ mình bỏ qua, nhưng mà Watts nói dối là mình đã được bảo hiểm chi trả. Còn thực tế là ông tới nhà rủ Jesse comeback. Lần này thì chia việc rõ ràng, Watts độc chiếm phòng nấu. Trong lúc đó thì Jesse ở ngoài đi săn lợn nên là xây người tuyết cái gì thì không cần biết. Xong xuôi hàng sẽ được Jesse phụ trách đem đi bán. Watts thì không muốn phải gặp gỡ bất cứ ai hay là ngồi nhậu với bất cứ thằng tội phạm nào nữa. Để giải thích cho những lần mà không đi dạy mà cũng không ở nhà thì Watts kể với gia đình là mình ra đường xem mấy chị tập yoga. Dù không nói ra nhưng mà những vết xạ trị khiến Jesse biết là ông bị ung thư. Jesse mua cho Watts một chiếc điện thoại khác để tiện liên lạc, cả việc nấu và bán đều trơn tru. Cơ mà vấn đề là bán hàng đơn lẻ thì không đem lại quá nhiều doanh thu. Hai người cần một tay phân phối, và kẻ thế chỗ tám khùng hiện tại là Tuco, nhưng mà đây là một tay lão làng và chắc chắn là sẽ không giao dịch với hai thằng gà mờ. Thế nghĩa là sao cơ? Là như kiểu CH3 với vòng benzen ấy. Jesse hài lòng với số tiền kiếm được hiện tại, nhưng mà Watts quát vào mặt cậu và bảo là đừng làm một thằng pussy. Chưa biết tương lai như nào thì vấn đề từ quá khứ ập đến. Hank tìm tới phòng dạy của Watts rồi lôi ra chiếc mặt nạ phòng độc mà ông để quên ở ngoài hoang mạc. Trên đó thì ghi là nó thuộc về ngôi trường này. Watts đưa Hank vào kiểm tra phòng dụng cụ, tất nhiên là thiếu đầy thứ. Tuy nhiên thì có nhiều người giữ chìa khóa và cũng không ngoài khả năng chìa của ai đó bị trộm nên là chưa thể kết luận. Cùng lúc đó thì Jesse gọi báo một thằng homie của cậu có quen với Tuco, nên là giờ thì hai người sẽ đem một bao tới chào hàng. Thủ một phát là Tuco hóa ma gaming, xây bu ra đồng ý giao dịch luôn. Jesse ra giá 35.000 một pound, giá khá cao so với thị trường. Tuco vẫn đồng ý, nhưng mà lại đòi ghi nợ vào tài khoản 157. Jesse không chịu, cố bỏ chạy, tuy nhiên là không thành và bị dạy cho quy tắc bàn chân phải. Về phía trường của Watts, không tìm ra được kẻ cần tìm. EA tóm luôn anh lao công tại vì tìm thấy chất cấm trong nhà. Lo lắng cho Jesse, Watts gọi điện cho cậu nhưng mà chỉ nghe Ke bắt máy. Watts tới thăm Jesse trong bệnh viện. Ở đấy điên vừa lờ bro ạ, tôi đã bảo hắn đã đi chill mà hắn vẫn đánh cho cậu ta như tử. Watts hỏi Ke mọi thứ cậu ta biết về Tuco rồi về nhà làm một quả đi đái siêu cinematic. Sau đó tự cạo đầu, ăn sáng với vợ con và xách cái mông hư của mình đi tìm Tuco. Vào được hang ổ của hắn, ông tự giới thiệu mình là Heisenberg, đồng thời đòi 50.000 đô, 35.000 đô cho lô hàng lần trước và 15.000 cho chi phí điều trị của Jesse. Bị Tuco cười vào mặt thì Watts niệm phép.
Thứ Walt vừa ném xuống là thủy ngân fulminat, và với cái túi trong tay ông thì có thể đưa nửa khu phố xuống mộ. Nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là một kẻ biết nấu, Tuco đành chấp nhận giao tiền và còn đặt được cái hẹn 2 pound khác vào tuần sau. Vụ này khiến có gì đó trong Walt thay đổi. Trong suốt buổi họp phụ huynh thì cứ sờ đùi vợ, chờ xong mấy bà japping thì hai người đờ vội bột né trên xe. Ngày hôm sau thì Sigma Walt tới thăm Jesse, người mà đang ra bán căn nhà tại vì sợ bị Skibidi Toilet ám. Ông đưa cho cậu tiền, kể là mình đã risk thành công Tuco và có thỏa thuận làm ăn. Vấn đề ở đây là thuốc xoang thì khó kiếm, còn Walt thì chọn địa điểm giao dịch là một bãi phế liệu thay vì Ion Mall Tân Phú, thiếu chuyên nghiệp vãi nồi. Và biết thứ gì thiếu chuyên nghiệp hơn không, là Walt chỉ giao được có hơn nửa pound, trong khi chính ông là cái thằng đò giao dịch 2 pound. Walt thì vẫn đòi 70,000 coi như là vốn đầu tư, xong rồi còn hứa tuần sau là giao dịch 4 pound. Jesse quay sang nhổ cái lông gì vậy Sensei? Nhưng mà tất nhiên là Walt đã có một kế hoạch, đúng hơn là một công thức mới, có thể nấu mà không cần thuốc xoang. Walt đưa cho Jesse danh sách thứ cần mua. Em còn không đọc được một nửa cái thứ trong danh sách này. Jesse định từ bỏ nhưng mà bị Walt thuyết phục. Thời nào cậu tên là Jesse chứ không phải là Pussy. Nghĩ về tương lai đi, 4 phần phim sắp tới và một phần movie của riêng cậu. Tôi không muốn spoil đâu, nhưng mà cậu sẽ được hẹn hò với mẹ đơn thân đấy. Trong lúc Jesse đi sắm đồ thì Walt về nhà dự tiệc chuẩn sinh, nơi mà mọi người tặng quà cho em bé sắp chào đời. Mary tặng hẳn một chiếc vương miện. Walt cùng Hanh làm điếu xì gà Cuba, cái loại phạm pháp ấy. Walt nói về ranh giới của những thứ phi pháp, rồi tự hỏi là năm tới thứ gì sẽ hợp pháp. Sau buổi tiệc thì Walt xin phép vợ đi tới một nơi tổ chức lễ hội chữa bệnh, nơi mà họ làm mấy cái lều sông hơi và rủ nhau vào chơi thảo dược để biến thành báo đen. Skyler chấp thuận ngay, thế là Walt có cả đống thời gian để đi chơi cùng Jesse. Jesse thì đã mua được mọi thứ cần thiết, trừ methylamine tại vì nó hiếm. Hiếm á? Cái đấy có thể chế được từ ammoniac mà đúng không? Thầy thử đài bãi 50 lít đi. Với cả là hóa học trong phim này nó không hoạt động như thế. Jesse bảo là có vài tay chuyên sẽ lấy được cho họ, nhưng mà giá bên đó đưa ra là 10,000 đô và cậu thì chỉ còn mỗi 2,000, đúng là hốc trưởng. Biết được cái chỗ bên kia định trộm, Walt rủ Jesse tự đi lấy bằng một thứ gọi là phản ứng nhiệt nhôm. Cùng lúc đó thì Skyler đang cố đem trả lại cái vương miện cho cửa tiệm mà không hề biết Mary đã lấy trộm. Thế là bà bị giữ lại, nhưng mà vì đang có thai và học giỏi văn ạ. Skyler được thả ra. Về phía hai thầy trò thì tới được nơi nghe đồn là có chứa methylamine. Họ dùng dây nhốt bảo vệ trong nhà vệ sinh, dùng túi nhôm chuẩn bị sẵn phá khóa rồi dễ dàng bách một thùng đi. Vấn đề tiếp theo là vì con RV bị trục trặc nên là hai người đành phải nấu dưới hầm chứa loli. Cơ mà hôm nay cô môi giới nhà đất mở cửa cho khách vào xem nhà. Walt cử Jesse ra ngoài đuổi khách. Jesse chạy ra tuyên bố là mình không bán nhà nữa. Skyler thì chạy tới gặp Mary để kể chuyện mình bị tóm khi mà đem trả chiếc vương miện. Sao chị lại trả vương miện? Cùng với lý do mà Walt không được mua PS5 vì nghèo á. Cuối cùng thì Mary vẫn không chịu thừa nhận là mình ăn trộm. Skyler đem câu chuyện kể với Walt, tuy nhiên thì ông lại tỏ thái độ đồng cảm mới ghê. Ngày giao dịch cũng tới, 4,6 pound được giao. Trong túi hàng có phần khác lạ, nhưng mà Tuco là như main avatar, không quan tâm tới màu thứ mà mình hít. Hàng của Walt thì vẫn hít. Cứ tưởng mọi việc ngon ăn thì Tuco lại lên cơn khi mà một thằng em nói thay mình. Tuco đấm cho thanh niên kia hiểu tiếng xì chung luôn. Và phần 1 kết thúc trong sự ngỡ ngàng của hai thầy trò. Và tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.